các bạn thân mến, hôm nay đây. Nay Mr. Hill cùng với mọi người đi ở chợ Cầu Sấu để mà đi mua hải sản rất là tươi ngon luôn. Chiều nay giờ là 4 giờ các bạn. Quá đã. Chợ Cầu Sấu nha các bạn. Hải sản tươi ngon luôn. Yeah. Yeah. Quay công an luôn. Cá này kìa. Cá tươi chưa? Con cá này tươi lắm. Tươi lắm. Cá này cá giỏi. Cá qua. Thế rồi mà tươi là đã mang luôn không? Cá giỏi nè chị. Quay video 20 ngàn. Căng vô 201 rồi đó con. Quay sao mà tôi chơi. Cái này bớt, cái này không bớt là quýnh à. Chế đẹp trong tiên có bớt hơn. Nó không bớt chị chưa được. Đã từng rồi ha. Con nào cũng trứng hết hả? Để con có trứng nha. Này là nắm chung đi. Để mấy con này ngon lắm. Gẹ này gẹ vừa đặt là lấy ra trứng thì nhiều một ký. Mời bạn hãy xem video tiếp theo. Hãy đăng ký và like cho kênh Đặng Hill Vlog nha. Hãy nhớ comment cho video của mình ở phía bên dưới nha. Chúc các bạn luôn nhiều sức khỏe và gặp được nhiều niềm vui trong cuộc sống. Và chúc các bạn thành công trong con đường học tập cũng như là lao động nha. Bye bye.